Tại Hà Nội, công ty Hoplite Việt Nam đã đồng hành cùng trường xã đàn tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao 2022 cho hơn 500 học sinh. Tham gia ngày hội thì các em học sinh cùng nhau thực hiện các bài tập thể dục và tham gia thi kéo co, nhảy bao bố. Hơn 40 bức tranh với chủ đề Em yêu Hà Nội do các em học sinh trường xã đàn vẽ cũng được giới thiệu tại sự kiện này. Sự kiện cũng có sự tham gia của các vận động viên ủ xu, qua đó thì nhấn mạnh tầm quan trọng của rèn luyện thể chất và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến các em học sinh về tinh thần tập luyện mỗi ngày. Bắt đầu 18 chương trình này góp phần nâng cao dinh dưỡng cho em học sinh của trường với tổng giá trị hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng.